Do lượng mưa trong tháng 6 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thấp hơn trung bình nhiều năm từ 30 đến 80 mm, nên lượng nước tại một số công trình thủy lợi đã thấp hơn mực nước chết. Do thiếu nước tưới nên 1.000 hecta diện tích lúa của tỉnh Tuyên Quang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để hạn chế những thiệt hại do hạn hán gây ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Ban Quản lý Công trình Thủy lợi trên địa bàn tỉnh nhanh chóng nạo vét kênh mương, sửa chữa cửa van, cánh cống, đảm bảo thuận lợi điều tiết nước tưới từ đầu mối tới mặt ruộng, kiên quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi xâm hại đến công trình thủy lợi. Đồng thời tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng chống hạn đối với những khu vực có nguồn nước mặt cạn kiệt, không đảm bảo tưới nước có thể sử dụng thì đào giếng để khai thác nguồn nước ngầm, thực hiện chuyển đổi cây trồng cho phù hợp.